À, xin chào các bạn. Thì chúng ta đã vừa qua xong cái chương 2, cái phần thuộc tính cũng như cái kiểu dữ liệu của bảng cũng như là thuộc tính của bảng. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần 4, đó là mối quan hệ giữa các bảng. Thì để ta nói về cái mối quan hệ giữa các bảng á, thì các bạn xem một cái ví dụ như sau. Thì ở đây chúng ta có cái bảng rất là quen thuộc ha, cái này chúng ta đã xem rồi. Thì đây chúng ta có cái danh sách sinh viên và cái bảng điểm, danh sách sinh viên bên đây và cái bảng điểm ở phía bên đây. Rồi, chúng ta có hai cái. Thế thì ở đây á, chúng ta xem xét cái mã sinh viên, cái cột mã sinh viên bên đây và cái cột mã sinh viên của cái bảng mà bảng danh sách đó, thì chúng ta xem coi nó có cái gì ở trong đấy. Đây, đây là có mối quan hệ bên đây. Thế thì cái mối quan hệ ở đây á, thì người ta gọi là cái mối quan hệ một nhiều. Thì trước khi mà người ta nói cái mối quan hệ một nhiều, thì bây giờ ở đây nè, ví dụ như đây các bạn thấy là chúng ta có danh sách là bạn Trần Đăng Thư. Bạn Trần Đăng Thư. Đây, thì bạn Trần Đăng Thư đây các bạn thấy, bạn Trần Đăng Thư chỉ xuất hiện ở trong cái danh sách đây một lần. Nhưng mà trong cái bảng này á, là các bạn thấy là chúng ta bạn Trần Đăng Thư đây 99001 thì đã xuất hiện hai lần và có thể nhiều hơn nữa nếu như chúng ta bạn Trần Đăng Thư này thi thêm nhiều môn nữa. Thì đây các bạn thấy là mối quan hệ một nhiều đó. Thế thì cái mối quan hệ một nhiều hay là gì đó thì chúng ta đi qua cái phần lý thuyết xí, mối quan hệ. Rồi, mối quan hệ thì cái mối quan hệ giữa các bảng với nhau, giữa các thuộc tính với nhau, thì ở đây đây là cái lý do mà dẫn đến cái cơ sở dữ liệu ở trong asset này, người ta gọi là cái mối cái cơ sở dữ liệu mối quan hệ, cơ sở dữ liệu quan hệ. Thì đầu tiên chúng ta coi coi cái mối quan hệ 11 là gì. Thì cái mối quan hệ 11 đó là mối quan hệ mà một record, một record ở bảng bên đây, tức là một dòng á, một record ở cái bảng A thì chỉ có tồn tại một record ở cái bảng còn lại, một bảng B đó, mối quan hệ của nó. Thì đây là một cái mối quan hệ 11 và hiển nhiên là nó có ngược lại, hiển nhiên là có ngược lại. Thầy lấy cái ví dụ cho cái mối quan hệ 11, thầy lấy ví dụ ở bên đây giữa nhân viên và bảng lương. Thì bạn thấy là mỗi nhân viên, chúng ta chỉ có một bảng lương và một cái bảng lương chỉ dành cho một nhân viên duy nhất, thì đây là cái mối quan hệ 11. Ta lấy ví dụ một cái vấn đề khác, đó là cái hóa đơn của các bạn á. Thì khi mà các bạn đóng tiền thì các bạn có một cái hóa đơn, đúng không? Các bạn đóng tiền thì các bạn sẽ có một cái hóa đơn và cái hóa đơn đó là chỉ của ai? Của các bạn mà thôi. Thì đó là mối quan hệ 11. Đó là mối quan hệ 11. Rồi, thì các bạn lưu ý mối quan hệ 11 nó hình thành khi bên đây có một thì bên đây có một, bên đây có một thì bên đây cũng có một nha, nó không có nhiều hơn đâu. Thì cái đấy người ta gọi là mối quan hệ 11 nè. Rồi, chúng ta còn một cái mối quan hệ khác, đó là cái mối quan hệ một nhiều. Một nhiều thì tương tự ta gọi là một một n đó. Thì cái mối quan hệ một nhiều này á thì là một cái record ở cái bảng chính là cái bảng bảng A, thì nó sẽ dẫn đến nhiều cái record, nhiều cái record ở cái bảng B, và hiển nhiên là nó không có chiều ngược lại, cho nên tôi nói là cái mối quan hệ này là cái mối một nhiều. Mối quan hệ này là mối quan hệ một nhiều. Thì thầy ví dụ cái mối quan hệ một nhiều này. Thầy lấy ví dụ đây, mối quan hệ một nhiều ở đây nó có nhiều, các bạn thấy đây, một bên này nhá. Rồi, thì ở đây các bạn thấy nào, mối quan hệ một nhiều đây có nghĩa là sao? Thầy lấy một nhân viên, chúng ta có thể lập nhiều cái hóa đơn, đúng không? Ví dụ một ngàn nhân viên bán biết bao nhiêu cái hóa đơn mà nói. Các bạn lưu ý, đó là một nhân viên có thể là lập nhiều cái hóa đơn. Nhưng một cái hóa đơn thì sao các bạn? Một hóa đơn được lập bởi nhiều nhân viên không? Không. Đúng không?
nhân viên lập cái hóa đơn thì hóa đơn nó chỉ có thể là một nhân viên được lập ra mà thôi, được chưa? Một nhân viên có thể lập nhiều của hai cái hóa đơn, nhưng một cái hóa đơn chỉ được lập bởi một nhân viên mà thôi, được chưa? À, các bạn cầm cái tờ hóa đơn lên thì các bạn nhìn vô là cái người lập hóa đơn là ai, cái người ký hóa đơn là ai, có liền đúng không? Chứ đâu thể nào là một cái tờ hóa đơn mà hai ba nhân viên cùng lập được. Rồi tiền hoa hồng giao cho ai? Đó, thì đây là cái mối quan hệ một nhiều, các bạn thấy là nó không có cái chiều ngược lại. Thầy lấy thêm cái ví dụ nữa. Một cái khách hàng có thể có nhiều hóa đơn. Lý do tại sao? Tại vì tôi mua nhiều lần đúng không? Tôi mua nhiều lần thì mỗi một lần mua tôi có một hóa đơn, tôi mua nhiều lần thì có nhiều hóa đơn. Nhưng một tờ hóa đơn thì sao các bạn? Chỉ dành cho một khách hàng. Chứ có tờ hóa đơn nào mà dành cho hai người tới đây dành cho hai người không? Không, không có. Được chưa? Thì đây là một cái mối quan hệ một nhiều. Đó, mối quan hệ một nhiều. Rồi, trở lại cái ví dụ ở trong cái slide của mình. Thì đây các bạn thấy là một sinh viên, nhưng mà diễn dịch ha, một sinh viên có thể học nhiều môn, tức là có điểm nhiều môn, một sinh viên có thể học nhiều môn. Được không? Một sinh viên có thể học nhiều môn, nhưng mà cái điểm này đã đưa ra rồi thì chỉ có được điểm của một sinh viên mà thôi, chứ cái này không thể là điểm của hai sinh viên được. Cái đề điểm một sinh viên là 9901 duy nhất mà thôi, được chưa? Thì đây là cái mối quan hệ một nhiều, và ở trong cái này chúng ta sẽ có nhiều cái mối quan hệ một nhiều nữa. Đó, rồi các bạn thấy ví dụ khoa công nghệ thông tin đúng không? Khoa công nghệ thông tin là chỉ có một khoa công nghệ thông tin thôi, nhưng có nhiều cái môn học nhiều điểm thuộc cái khoa công nghệ thông tin này. Được không? Và bên đây các bạn thấy cái điểm này chỉ thuộc cái gì các bạn? Điểm này chỉ thuộc duy nhất một khoa công nghệ thông tin. Cái này môn cơ sở dữ liệu là lại thuộc một khoa công nghệ thông tin. Như vậy các bạn thấy đây là cái mối quan hệ một nhiều. Tương tự đây các bạn thấy mảng môn học. Một sinh viên, các bạn thấy một sinh viên ở đây bảng điểm đúng không? Sinh viên có thể đăng ký nhiều môn. Sinh viên có thể đăng ký nhiều trong cái bảng điểm này. Thì các bạn thấy đây cũng là mối quan hệ một nhiều. Thì hiển nhiên là khi mà thầy giải thích như vậy á, thì các bạn nói thầy ơi nói vậy thì một môn có thể là nhiều sinh viên đăng ký, còn một sinh viên có thể đăng ký nhiều môn, thì cái đó là mối quan hệ nhiều. Mà thực tế á, nó có, nhưng ở trong cái asset chỉ hỗ trợ hai cái loại quan hệ, đó là mối quan hệ một một và mối quan hệ một nhiều. Các bạn lưu ý asset chỉ hỗ trợ hai mối quan hệ đấy, cho nên các bạn chỉ lưu ý là một một với lại là một nhiều thôi ha. Rồi thế thì bây giờ khi mà chúng ta nói tới cái mối quan hệ thì cái cách mà liên hệ giữa những cái bảng nó như thế nào, thì cái mối liên hệ đó nó dựa vào khóa, như dựa vào khóa. Thì thường thường các bạn thấy trong cái bài ví dụ lúc này các bạn thấy mã sinh viên đó, hoặc là mã khoa, hoặc là mã học gì đó, thì nó đều là khóa hết. Thì thông thường khóa đóng vai trò liên kết giữa các quan hệ lại với nhau, tức là giữa những cái bảng lại với nhau á. Và trong hai trường hợp thì nếu như một cái trường hợp đó là khóa chính thì cái mối liên hệ nó sẽ là khóa ngoại. Mối liên hệ nó sẽ là khóa ngoại. Cái này nó giống như là cái dạng khóa chính với lại khóa phụ mà các bạn đã xem ở trong cái phần trước của cái chương. Ví dụ các bạn thấy đây, cái này là khóa chính đây, được chưa? Cái này là khóa chính. Còn bên đây cái mã sinh viên đây thì cái này nó là khóa ngoại. Thì các bạn có thể coi lại cái phần khóa chính khóa phụ ở trong cái phần trước để chúng ta rõ hơn cái vấn đề này. Thì khóa chính và khóa ngoại, khóa và khóa ngoại. Rồi cái này thì các bạn cần lưu ý, tại vì chúng ta dễ bị nhầm mấy cái vấn đề này ha. Rồi thì bây giờ chúng ta đã biết cái mối quan hệ giữa hai cái bảng, tức là hai cái thuộc tính nó như thế nào. Thì bây giờ cách tạo như làm sao, thì đây là cái cách tạo cái mối quan hệ ở trong cái giữa những cái bảng với nhau ha. Đầu tiên chúng ta vào trong cái tab database tool, rồi chúng ta lên nhấp vào cái chữ relationship. Sau đó bước thứ hai chúng ta chọn những cái bảng cần tạo quan hệ, chúng ta show nó ra. Và cái thứ ba, bước thứ ba là chúng ta sẽ rắc, thao tác á,
là chúng ta kéo cái bảng chính qua cái bảng phụ. Ta có 3 bước. Thì bây giờ thầy sẽ thực hiện 3 cái bước đấy để các bạn xem ha. Rồi, bây giờ ở đây cái này có relationship rồi, cho nên thầy qua một cái bảng khác đây. Rồi. Bước đầu tiên nha các bạn, chúng ta sẽ vào cái database tool. Đây, database tool. Bước thứ hai, chúng ta sẽ vào cái relationship. Các bạn thấy, bước thứ hai chúng ta sẽ vào relationship, click vào một cái. Rồi. Thì khi mà các bạn chọn cái relationship á thì các bạn thấy là trong cái này nó không có cái nào hết trơn đúng không? Nó không có các bạn nào hết trơn á. Rồi đây mới là bước thứ hai đây. Bước thứ hai là chúng ta sẽ chọn những cái bảng mà chúng ta mong muốn tạo cái mối quan hệ giữa chúng. Thế thì show ra chúng ta có hai cái show. Chúng ta nhấp chuột phải vô các bạn thấy show table. Nha. Hoặc là các bạn nhìn thấy cái chỗ phía trên này đúng không? Add table nằm đây á. Đó. Rồi click vô đây một cái. Thế thì đối với phiên bản hàng 13, hàng 16 á thì nó sẽ nằm ở bên phải thế này. Để chúng ta chọn. Còn Microsoft Access 2010 á thì nó xuất hiện giữa đây luôn để chúng ta chọn. Nó sẽ dễ dàng hơn ha. Rồi. Tắt nha, làm lại, nhấp chuột phải vô một cái, bấm show table ha, nhìn qua bên phải. Đối với bản 2013, 2016, 2019. Thì bây giờ á, để chọn cái bảng á, thì các bạn có thể là chúng ta shift chọn ha. Sau đó chúng ta nhìn xuống dưới, các bạn bấm add select table ở đây, click một cái. Hoặc là các bạn double click vô đây, double click vô. Đó, chỉ đi qua đơn, double click vô đây một cái. Rồi, sau khi double click rồi á, thì các bạn ra đây, các bạn nhìn, các bạn thấy cái chỉ đi qua đơn này chúng ta lấy hai lần đúng không? Cái hóa đơn này chúng ta lấy hai lần đó, đó. Thì bấm delete để chúng ta nhấp vô đây ha, cho bấm delete những cái bảng bị dư. Rồi bước thứ hai xong rồi, show ra. Bước thứ ba là các bạn sẽ drag đúng không? Bước thứ ba là các bạn sẽ kéo thả đó, cái này đúng không? Kéo thả từ bảng chính qua cái bảng phụ. Thế thì ở đây trong cái hai cái bảng này đây, đó là bảng nhân viên với lại bảng hóa đơn. Thì bây giờ để xác định cái bảng nào là bảng chính, cái bảng nào là bảng phụ. Thì thông thường nha các bạn, thì cái bảng một là bảng chính, còn một trong mối quan hệ một nhiều á thì đây cái một là bảng chính và nhiều là cái bảng phụ. Ở đây nhân viên có thể là một nhân viên có thể tạo nhiều hóa đơn, nhưng một hóa đơn chỉ có thể tạo bởi một nhân viên, cho nên ở đây là chúng ta sẽ kéo từ bảng nhân viên qua bên đây. Và một cái lưu ý dành cho các bạn á là đây ha, kéo, và kéo là các bạn lấy cái thuộc tính khóa của bên đây đúng không? Kéo, các bạn kéo thả vào bên đây. Và các bạn lưu ý là các bạn thả đúng cái mã nhân viên ở bên bảng phụ bên đây nha các bạn. Các bạn đừng có thấy đây thả lung tung. Nhớ thả nó chính xác chứ đừng có thả lung tung nó có thể gây ra nhiều cái lỗi mà rất là bất ngờ. Rồi ví dụ đây ha, ở dưới cái mã nhân viên cái, click vô đây cái thì lúc này nó hiện lên bảng chính nằm bên đây và cái bảng có mối quan hệ nằm bên đây. Và các bạn thấy là cái thuộc tính đây, mã nhân viên, chúng ta thả mã nhân viên bên đây. Được chưa? Tại vì nó có cái trường hợp là dài khi mà các bạn nhấp vô đây đúng không? Các bạn thả, các bạn không thả mã nhân viên, các bạn thả mã khách hàng ở đây đó, click vô đây một cái, đây nó là mã khách hàng. Và như thế này thì trong quá trình các bạn làm nó sẽ bị sai. Nếu chúng ta không để ý, thì nếu chúng ta để ý thì chúng ta click vô thế này chúng ta chọn mã nhân viên được rồi nha. Nhưng mà tốt nhất là các bạn cứ làm theo cách chính quy như thầy nói đi ha. Rồi. Thì sau khi mà tới phần này rồi, thì ở đây các bạn lưu ý là chúng ta sẽ làm gì các bạn? Click chọn ba cái thuộc tính này. Sau đó chúng ta sẽ bấm Create. Được chưa? Rồi. Và khi mà chúng ta chọn cái này, chúng ta bấm Create, thì lúc này có thể nó sẽ báo lỗi hoặc không báo lỗi. Tùy thuộc vào cái chuyện là mấy cái bảng này ở đây chúng ta có đang mở lên hay không. Được ha, đang mở lên hay không. Thì để tránh cái trường hợp này, một cái lưu ý đối với cái tạo relationship đó là gì? Đó là các bạn tắt hết tất cả những cái bảng nha. Các bạn tắt hết tất cả những cái bảng mà đang mở, chỉ để mỗi cái relationship thôi. Như vậy lúc này nó dễ hơn. Rồi nhấp vô mã nhân viên đúng không? Rồi thả vô trong mã nhân viên ở chỗ này một cái.
Rồi lúc này chúng ta chọn hết đống này đúng không? Bấm nút create. Rồi bạn thấy chúng ta sẽ có một cái mối quan hệ một nhiều giữa các bạn nhân viên với các bạn hóa đơn. Rồi chúng ta quay lại một xí cái chỗ này mã khách hàng đúng không? Mắt vừa mã khách hàng. Rồi thế thì bây giờ á, khi mà chúng ta chọn cái chỗ này thì nó có ý nghĩa là gì? Thì khi mà các bạn chọn cái chỗ này á, thì Enforce Preference ha, Referential Integrity, đó là đảm bảo cái tính toàn vẹn, ràng buộc toàn vẹn, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu. Nên đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu giữa cái bản khách hàng với lại cái bản hóa đơn. Tức là sao? Tức là ở trong đây chúng ta phải có khách hàng. Trong bản khách hàng thì phải có một cái khách hàng A, một khách hàng tên là ông A nào đó. Thì trong cái hóa đơn chúng ta có cái mã khách hàng là ông A. Chứ nếu khách hàng không có ông A mà giờ bán cho ông A thì giờ bán cho ai? Bán cho ma à? Đúng không? Đại loại vậy, cũng nhân viên thì phải có nhân viên A. Thì chúng ta trong bản hóa đơn này, cái người lập hóa đơn là mới có nhân viên A. Chứ bây giờ không có nhân viên A mà bây giờ người lập hóa đơn là nhân viên A thì nó không có đúng. Ma lập đó các bạn ha, ma đó. Cho nên á, chúng ta phải chọn cái chỗ mà info ha, referential integrity, để tạo cái mối quan hệ có tính ràng buộc toàn vẹn. Nha bạn. Thì trong cơ sở dữ liệu quan hệ thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải có cái này. Chúng ta bắt buộc phải có cái này. Mối quan hệ giữa những cái bạn với nhau. Rồi, đây là cái info referential integrity. Rồi, bây giờ còn hai phía dưới này, hai cái dưới này là gì? Cascade update và related field. Cascade update. Cascade update có nghĩa là sao? Có nghĩa là ví dụ ở đây chúng ta có khách hàng A và chúng ta đã xuất ra một cái hóa đơn dành cho khách hàng A. Nhưng mà ở đây chúng ta lỡ phát hiện ra, ê sai rồi, khách hàng này phải là A1. A1 mới đúng, không phải A. Thì cascade update có nghĩa là khi chúng ta A1 ở đây thì thằng này nó cũng tự động nó sửa thành A1. Nó cũng tự động sửa thành A1, nó gọi là cascade update. Được chưa? Còn cascade delete có nghĩa là gì? Cascade delete có nghĩa là khách hàng A bên đây, mình lỡ mình xóa khách hàng A thì tự động tất cả những cái hóa đơn mà xuất cho khách hàng A bên đây á, nó làm gì các bạn? Nó xóa luôn. Để đảm bảo là gì? Để đảm bảo là khách hàng A không có, thì không có hóa đơn của khách hàng A. Các bạn lưu ý cái này ha, để đảm bảo cái vấn đề đó. Thì cho nên á, là để đảm bảo tính toàn vẹn thì các bạn nên chọn cả ba, và các bạn bấm cái nút là create. Các bạn bấm nút create. Rồi. Tuy nhiên á, thì các bạn lưu ý cái vấn đề á, là khi mà chúng ta làm cái này á, thì chúng ta cho nó nhanh gọn lẹ á, thì chúng ta sẽ chọn như thế. Chúng ta nhanh gọn lẹ, chúng ta chọn như thế. Rồi. Nhưng mà ở trong một số trường hợp á, trong thực tế á, thì người ta sẽ không chọn hai cái dưới này. Người ta sẽ không chọn hai cái dưới này. Cái lý do tại sao người ta không chọn, thầy lấy ví dụ cái vấn đề mà delete đi. Thầy lấy ví dụ là sinh viên. Thế thì sinh viên các bạn ra trường rồi, trong cái khoảng thời gian nào đấy, thì bây giờ người ta xóa sinh viên. Thì khi xóa sinh viên thì tất cả những cái bảng điểm liên quan sinh viên đó sẽ được tự động xóa theo. Cái vấn đề tự động này nó khá là nguy hiểm nha. Cái vấn đề tự động này nó khá là nguy hiểm. Nó có thể là dẫn đến những cái sai sót hoặc là những cái vấn đề hệ lụy kèm theo. Ví dụ như bây giờ á, chúng ta xóa luôn cái sinh viên này, dẫn đến cái vấn đề là một cái môn học nào đấy nó lại bị xóa luôn. Đại loại là như vậy. Dĩ nhiên là không có đâu nha, mà thầy ví dụ thôi. Thế thì nó dẫn đến nhiều cái vấn đề hệ lụy lắm. Cho nên á, thì để đảm bảo tính toàn vẹn á, thì người ta sẽ không để cái này. Và lúc này á, thì dẫn đến cái vấn, nếu chúng ta không có để cascade update và cascade delete, thì dẫn đến cái vấn đề là gì? Ví dụ chúng ta xóa một cái, thầy đã nói về cái nhân viên đây, nhân viên này cho nó dễ nói. Thì khi mà ta xóa nhân viên, chúng ta xóa nhân viên, mà cái cơ sở dữ liệu asset này nó phát hiện, ê, vẫn còn hóa đơn của cái nhân viên A lập ra, thì nó không cho xóa. Chú ý nha, nó không cho xóa.
Thì để xóa được nhân viên A thì bắt buộc là bạn xóa tất cả những cái hóa đơn có liên quan tới nhân viên A. Lúc này chúng ta mới xóa được cái nhân viên A. Thì đây mới là cái cách chính xác ở cái dữ liệu mà thực tế người ta làm. Tức là xóa con trước, rồi mới xóa cái cha. Chứ không có cái kiểu mà xóa một phát một từ trên xuống dưới. Thì như vậy là cái tính toàn vẹn thì tính toàn vẹn cái dữ liệu nó có, nhưng mà cái logic á, có thể là nó bị sai. Nhưng mà ở trong thường thường ở trong bài của mình thì mình làm thế này ha. Đơn giản thì làm thế này cho nó dễ. Ok nhá. Thì đây là cái cách mà chúng ta tạo cái mối quan hệ relationship giữa những cái bạn với nhau. Rồi, thì sau khi mà chúng ta tạo cái relationship này rồi á, thế thì chuyện mà các bạn đưa qua đưa lại như thế nào đó là cái chuyện, nó là chuyện bình thường, sao cũng được, nó không có liên quan. Chẳng qua mình để như thế này để chúng ta nhìn cho nó đẹp hơn. Chứ thực tế thì nó cũng cái layout nó cũng không có quan trọng lắm. Rồi. Ở đây chúng ta còn cái mã sản phẩm đúng không? Click kéo qua đây cái mã sản phẩm mình đây. Rồi, tích 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 bấm rút rồi ai. Rồi ok ha. Rồi đây là cái thầy vừa hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta tạo cái mối quan hệ, tạo cái mối quan hệ giữa những cái bạn với nhau thông qua ba bước. Thì cái việc mà tạo cái mối quan hệ này á thì nó có hai cái chú ý. Chú ý thứ nhất á là các bạn nên đóng tất cả những cái bản mà nó có ở trên này, đóng hết để chúng ta tạo relationship cho nó dễ. Cái vấn đề thứ hai á, cái vấn đề thứ hai á là khi mà trước khi tạo relationship chúng ta không có nên nhập cái dữ liệu vô. Tức là chúng ta phải nhập dữ liệu, chúng ta phải tạo relationship xong rồi chúng ta mới làm gì các bạn, chúng ta mới nhập dữ liệu. Bởi vì khi mà chúng ta nhập dữ liệu á thì có thể là sẽ có những cái dữ liệu nó không thể nào mà nó đảm bảo tính toàn vẹn được khi chúng ta tạo cái này. Thầy lấy ví dụ như đây bạn khách hàng đúng không, bạn nhân viên với lại cái bạn hóa đơn đi. Ví dụ như bây giờ thầy xóa này nha. Ví dụ như bây giờ thầy xóa một cái này đi ha, thầy xóa này trước đi. Rồi bây giờ trong cái bảng hóa đơn nhân viên có từ 1 cho tới 15 đúng không? Rồi nhân viên có từ 1 tới 15 bảng hóa đơn. Rồi ví dụ trong cái bảng hóa đơn này thầy tạo ra một cái hóa đơn khác, thầy tạo ra một cái hóa đơn khác. Rồi ví dụ như mã hóa đơn, ví dụ như thầy tạo ra là đại đại đi ha. Rồi miễn sao đựng trùng với tên này được rồi. Và khách hàng tên là cũng là đai xô luôn đi. Rồi mã nhân viên, ví dụ như bây giờ mã nhân viên là nhân viên thứ 16, đại loại là vậy ha, ngày nhập gì đó vân vân, được không? Rồi ok, nó cho. Rồi thì bây giờ thầy lưu lại ha, bây giờ mình tạo cái relationship thử coi. Mã nhân viên bên đây chúng ta sẽ nhấp vô đây đúng không, ta kéo qua cái mã nhân viên bên hóa đơn bên đây và chúng ta cũng tạo này, bấm nút create cái giống thì lúc này nó bảo liền không thể nào tạo cái relationship được. Lý do tại sao? Lý do là trong cái bảng hóa đơn nè nó có một cái record nào đó mà nó làm cho cái reference ha, reference integrity rule này á, tức là cái bảo toàn tính ràng buộc toàn vẹn á, nó bị phá vỡ tính ràng buộc toàn vẹn đi, cho nên không có thể tạo được. Cho nên bắt buộc là chúng ta phải làm gì, chúng ta phải chạy vô trong cái bảng hóa đơn nè, chúng ta tìm tất cả cái record mà nó ảnh hưởng tới cái việc toàn vẹn dữ liệu, tức là những cái nhân viên nào mà không có nằm trong đây á, chúng ta phải xóa hết. Như vậy các bạn thấy ở đây chúng ta chỉ có khoảng khá dòng nó ít lắm. Nhưng mà nếu như bây giờ các bạn thấy bây giờ người ta đã nhập một lô một block chừng 200-300 dòng, bây giờ người ta yêu cầu chúng ta coi có những cái mã nhân viên nào mà nó sai gì đó, thì lúc đó các bạn thấy cả một thảm họa. Cho nên á, thông thường á thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ làm gì trước các bạn, chúng ta sẽ design trước, chúng ta tạo relationship, sau đó chúng ta mới làm gì, chúng ta mới nhập cái dữ liệu vào. Đấy là ba bước chính xác khi mà chúng ta tạo cơ sở dữ liệu nha.
Đây là ba bước chính xác khi mà chúng ta tạo cơ sở dữ liệu. Rồi, thế thì thầy mới vừa hướng dẫn xong cái tạo relationship giữa những cái bạn với nhau. Nên chúng ta note lại ha, chúng ta note lại cái mối quan hệ. Rồi, cách tạo cách tạo quan hệ trong asset. Thì cách tạo quan hệ á, thì ở trong cái slide nó có rồi ha, thầy chỉ có một số cái mà nó không có thôi ha. Thì thứ nhất á, đó là các bạn phải đảm bảo cái tính toàn vẹn, tính toàn vẹn ha. Thì cái tính toàn vẹn đó thì các bạn click lựa chọn cái gì ta, and for rồi integrity đúng không, referential integrity rồi, không biết cái biết sao chúng tả không. Rồi này như bị sai rồi đó. Rồi rồi, tức là các bạn phải đảm bảo được cái này nha. Còn hai cái nữa là cascade update ha, cascade update với lại là cascade delete. Rồi cascade update nè, các bạn lưu ý cái này ha, với lại cascade delete. Rồi tính toàn vẹn. Cái chú ý thứ hai ở trong cái việc mà chúng ta tạo cái dữ liệu á, là chúng ta tắt hết các bạn đang làm, tắt hết các bạn đang mở, được chưa. Rồi cái chú ý thứ ba ở trong cái việc này á, đó là cái thứ tự, cái thứ tự chúng ta tạo cơ sở dữ liệu đó là cái gì. Chúng ta phải design bảng trước đúng không, tạo bảng, sau đó chúng ta mới làm gì nữa, chúng ta mới tạo cái mối quan hệ đúng không. Rồi sau đó chúng ta mới nhập dữ liệu. Thì đây là ba cái bước chính quy trong cái việc mà chúng ta tạo cái cơ sở dữ liệu ở trong asset.